Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại một cái tựa game mới trên kênh của mình có tên là Trailmaker. Và đây là một cái tựa game có thể nói nó giống với Scrap Mechanic hoặc thậm chí là hay hơn nữa ha. Thì hiện tại màn hình các bạn đang xem đây nó có 3 chế độ: Single Player, Multiplayer và Challenges. Thì bây giờ mình sẽ vô Single thử. Có này có chơi được Multi và có chơi được thử thách luôn. Thì trong cái Single này nó lại có 5 phần khác nhau. Đầu tiên là Stranded in Space, rồi tiếp theo là Trailmaker Rally, có nghĩa là những cái cuộc đua đường đất đó các bạn. Rồi Sandbox Islands, có nghĩa là các bạn sẽ vô một cái vùng đất rồi các bạn có thể tạo bất cứ cái gì cũng được, giống như Scrap vậy đó. Rồi Danger Zone và Race Islands. Tiếp theo là Multi thì mình cần có cái host hoặc là mình zone của người ta. Thì trong này chỉ tối đa chơi được 4 người thôi. Ok. Tiếp theo là Challenges thì mỗi ngày thử thách mỗi ngày của mình á, chạy qua 3 con gà rồi race track. Ok, Single thử ha, vô cái chế độ này luôn ha. Thì đây là lần đầu mình chơi cái tựa game này cho nên là nếu mà có gì các bạn thông cảm, mình thấy nó thú vị nhưng mà mình cũng chưa biết cái cách chơi nó như thế nào nữa. Game này nó khá là lạ và game này đang sale trên Steam khoảng đâu 140.000. Nó có thể làm được xe rồi máy bay rồi trực thăng đủ thứ trên, cũng giống như Scrap vậy đó. Khác một cái là trong này khi mà các bạn va chạm thì nó sẽ vỡ ra và nó sẽ nổ. Nó hay hơn chỗ kia một xíu. Hoặc là có thể nếu mà mình chơi quen thì nó hay hơn nhiều nữa. Cái này dạng như mình chơi cốt truyện rồi các bạn. Chắc là giống vậy á. Xem coi như thế nào. Này mới vô mình cũng chưa biết cách chế xe làm sao để kết nối. Vãi. Thôi xong rồi, toang rồi. Cái cục nó mà va vô là toang rồi, lủng lỗ liền. Ôi nổ luôn. Toàn rộn giáo à. Rớt xuống đây luôn. Trời trùng hậu quá ha. Chắc là vậy thì theo như mình đoán là mình sẽ là một cái thằng sống sót, may mắn sống sót trên cái con tàu phi thuyền đó. Rồi mình sẽ tìm cách sửa lại phi thuyền để bay đi tiếp. Chắc là vậy. Mấy thằng ngu không biết né cái thiên thạch. Như đang xem phim vậy. Trời ơi, trùng hợp ghê luôn. Rồi, đây là nhân vật của mình. Thì lúc nãy mình chọn cái bộ đồ là màu đen, full black ha. Có vẻ là, đây là nhân vật nè các bạn. Ngầu, nó giống Lego, cái đầu nó giống Lego lắm. Rồi, đi nè. Ủa, nó zoom ra xa ghê luôn á. Enter Builder, Respawn và Map. Backspace là Respawn. Rồi mình nhảy lên nè. Có số 3 là cái gì đây. Rồi 200m nữa. Map là nút tab. Ok. Rồi tiếp theo là Enter Builder. Thì bây giờ mình tutorial. Yeah ok, đương nhiên là cần phải có tutorial rồi. Track and play block 2x4. Đây, bây giờ mình cái tay nó cầm cái đồ rất là hay các bạn. Rồi, tiếp theo là rotate camera. À, bấm nút này để rotate rồi, copy block. Rotate block. Quay hướng nào? Hello. Cái này là cái khối di chuyển đó hả? Cái này các bạn thấy nó có ba trục ha. Tùy với các bạn muốn xoay như thế nào đó. Rồi ok. Không phải hả? À không. Done. Rồi. Change color. Cái này nó đang hướng dẫn cách tạo đồ thôi. Màu trắng nhìn khá là ngu. Rồi. Xóa. Ấy khốn nạn. Xóa hết trơn luôn. Rồi bây giờ nó kêu mình build một cái vehicle. Đi bây giờ đầu tiên là mình đặt cái này vô. Cái tiếp theo là đặt cái khối này. Thú vị á chứ. Nó có những cái ô vuông này các bạn thấy nó sẽ kết nối với nhau ha. Và nó rất là giống. Các bạn có thấy rất là giống. Cái này động cơ nè. Rất là giống Lego. Mình đang xây con xe này giống như xe ủi đất đó các bạn. Hướng dẫn gì mới dễ. Từ từ. Cái này là steering hinge. Nó có thể quay, nó giúp cho cái bánh xe mình nó quẹo. Lạ ha. Xem có phục hả? Hello, xem có phục. Cái này nó cũng không có cần mấy cái bánh trục gì hết trơn á. Gắn bánh xong rồi bây giờ sell lại. Rồi. Thế là có xe. Exit. Xin. Từ, chạy khó vậy. Hay, game cũng khá là hay. Game có cốt truyện gì cũng hay hơn chút xíu nữa. Bây giờ lên tới Lao Pass. Đây, cái này đây. Dear colleague, if you are hearing this, your cargo vessel has crashed and you have survived. The corporation will dispatch a rescue ship, but require you to leave the atmosphere of your current planet.
Fortunately, your cargo can be repurposed as building blocks. Build a functional spacecraft by salvaging the scattered contents of your cargo. Once you have located a piece of cargo, place it underneath a recovery drone to extract the building block it contains. Please note that not all building blocks will be suitable for the spacecraft, but they can be used for local transportation purposes. Good luck. À, cái giọng giống như trong phim Điệp viên 47, giọng mà nó nói á. Thì đơn giản là nếu mà bạn nghe được cái tin nhắn này thì cái phi thuyền nó đã bị đâm rồi, nó bị va chạm rồi và mình vẫn còn sống sót, thì nhiệm vụ của mình là tìm trên power core này. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Backspace and reset active salvage. Ủa là sao? Không hiểu cái này, cái power core này làm cái gì? À, hình như mình đẩy cục này, đẩy cục này tới cái chỗ của cái cục kia, cái trái kia các bạn. Có nghĩa là mình sẽ nhặt những cái hạt năng lượng này, mình đem tới cái con nó gọi là drone ha. Thì khi vô nó sẽ mở ra cho các bạn những cái block để các bạn xây lại cái con tàu, cái con phi thuyền đó để mình bay đi. Đó, 5% các bạn thấy không? Cực vãi. Vậy là mình phải đi lấy toàn bộ này, là mấy cái recovery, đi lấy mấy cục này bỏ vô cái con drone này. Drone 101, hiện tại đây có 1, 2, 3, 4, 5. Và cái này mình có thể build bất cứ cái gì, không giới hạn hả? Power core, more engine, more stronger engine. Power core là cái động cơ nè. Không, động cơ này không phải, động cơ kia là động cơ nào á? Blueprint là cái này mình có thể dùng được những cái bản sale ở trên workshop ha. Còn này mình phải mua. Có tiền luôn. Credit. Nhay vậy. Mình có 13 cái block. Cân nặng. Power core. Ấy, nhay vậy. Game này nhay vậy. Từ. Giờ mình đi lượm cái cục kia. Xe này dài chậm quá. Mình tưởng nó được cái cục power core. Mình được cái động cơ mới. Mình gắn vô mình chạy cho nó lẹ. Ê, nhưng mà xe khỏe vãi. Không, hết khỏe rồi. Cái này có công việc thứ nhất không? À, có nè. Ơ, có công việc thứ nhất nè. Cũng được. Cái cục kia là cục cũng là một cái cục drone, theo như mình đoán là vậy. Bạn phải làm sao đó? Ừ, khá là nhiều luôn á. Ê, hello. Ủa? Sao tự nhiên đang đi nó lại báo broken? Ai làm gì đâu, ai đụng chạm gì? Để đi vô cái hang này thử coi. Đây, có cục power core đây. Đấy. Ủa không phải, này là cái block các bạn ơi. Phải không vậy? Cục này sáng vậy. À, mình bị hư cái kia rồi. À, hư cái độ đẩy phía trước. Tính ra bao nhiêu nhiệm vụ mà bắt đi lụm mấy cục này cực có chứ bộ không phải dễ đâu. Các bạn phải lôi nó từng cục về, mới cái 5% sửa con tàu thôi vô cái kia xây phá hơn sướng hơn thề. Trong này nó bị giới hạn rất là nhiều, đồ nó không có cho nhiều. Nhưng mà được cái cảnh game này nó cũng đẹp. Ôi tính ra nhiều lắm á. Nhiều, rất là nhiều những cái con drone để mình gom mấy cục này mình đem vô luôn á. Nhiều ta. Nó có động vật, có gà máy nữa kìa. Ủa, thấy gà không vậy? Xin giống gà mà nhìn không phải giống... Cái dáng nó chạy không giống gà xíu nào hết trơn á. À, cái này nó có tốc độ nữa, nó có 40 km/h nè. Có cái đồng hồ tốc độ luôn. Cực vậy trời. Ê, hay là cục này có được đem vô đây không vậy? Hay là bắt đi đem chỗ khác nữa? Cái thấy bà luôn á. Nhây bà cố luôn. À, nó nhận được. Hên quá. 8%.
Các bạn thấy nó chua không? Mình thấy nó chua lắm luôn. Chua phải chưởng luôn. Khi con xe này nó cho mình đi xe đúng cùi luôn. Không có cho build con xe mới nữa. Tại sao chỉ có một mình sống ta? Cái này kia đâu rồi? Cái này kia nó chết đâu hết trơn rồi. Không lên được. Có nút xuống xe nữa nè. Cái này có làm được gì không? Không. Như vật nó rất là cute nhưng mà lại nhiệm vụ này chơi chỉ có vậy thôi hả? Chán nhỉ. Nè mình có thể gọi con xe nó ra lại được đúng không? Ví dụ như là blueprint. Rồi. Giờ sao? Bạn có thể spam bất cứ lúc nào. Rất là đơn giản chứ không phải như kiểu kia giới hạn. Cũng được. Mình tưởng nó bị giới hạn. Vàng á, tưởng cái gì. Thôi để mình tìm cách coi làm sao cho nó lẹ chứ không thôi mình ra khác mình chơi chơi này nó chơi bọn họ thấy chán á. Ê, hiện tại mình đang tìm được cái cục này nó bự chản luôn và lúc nãy mình lên hướng ui. Medium Photon, Photon là cái méo gì? Nhưng mà tất cả các drone này đều nhận hết luôn, các bạn chỉ cần lăn nó vô là ok ha. Ê, cái này là cái đồ bẹo nè. Nói chung là để mà các bạn có thể sinh tồn được. Ê, không phải là sinh tồn mà là các bạn muốn chế được nhiều đồ hơn, các bạn cũng đi tìm những cục này. Thì mỗi một cục này sẽ có một cái chức năng, một cái khác nhau. Mỗi lần chạy vô đây nó sẽ tự sell lại ha. Và xe mình hiện tại nó chạy nhanh hơn một chút xíu do là mình nâng cấp động cơ lên rồi. Để hồi mình nói với các bạn cho dễ hiểu. Đó. Thì hiện tại là mình float on water. Buoyant block. Có nghĩa là cái này là cái khối để giúp mình nổi lên trên mặt nước. Hay nhỉ. Thì làm sao để ok đây. Gắn lên. Game này dễ. Di chuyển sao quên rồi. Đây. Không phải. Bậy rồi. Không phải luôn. Cái này mới đúng. Ok. Cái này nó sẽ giúp xe mình nó nổi trên mặt nước. Nhưng mà vậy nó có vướng không ta? Sao tôi thấy nó hơi vướng vướng á? Đúng không? Chuẩn luôn. Đúng vướng luôn. Phải làm cách làm sao để cái này nó khá là vướng. Không được, cái này không ổn rồi. Xóa đi. Để xem. Hay là mình phải build một con xe mới hoàn toàn. Nó vừa đi được trên bờ, vừa đi được trên dưới nước, vừa nổi được dưới nước. Duyệt. Xóa con này đi làm con mới thôi. Các bạn có thể kéo. Kéo rồi. Hay đó. Xóa đi. Bây giờ mình sẽ build lại từ đầu. Đầu tiên là gắn cái cục này vô. Tiếp theo là mình gắn hai bên hông. Nãy con xe kia cháy sao quên bà nữa. Thiệt, mình không nhớ. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ đặt hai cục nổi. Tại vì cái lúc nãy là cái động cơ nó bị vướng cái kia đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt hai cục nổi trước luôn. Đặt kiểu như thế này. Xong rồi xoay nó lại. Đúng rồi đó. Đó. Ừ, nó nổi được rồi. Đặt hai cục lên. Cho biết nó không biết nó cho bao nhiêu cục nữa. Ủa, sao hai cục này nó không đặt được chung nhau hả ta? Hay đặt song song vậy? Song song vậy ra dáng gì chiếc xe nữa trời. Mở dấu chấm than này là không hiểu nó là cái gì nè. Các bạn chạy được luôn chứ không phải là giỡn. Ấy cái cục kia. Để làm sao để xóa mấy cái này. Chưa có dính. Nó không có dính thằng này. Nó có cái dấu chấm than. Đúng rồi. Nó không có dính. Nó bị dấu chấm than. Nó lăn lại chỗ mình luôn kìa. Hay thì. Rồi biết cách rồi. Biết cách chơi từ từ rồi. Game gì cũng vậy ha. Bình tĩnh nào. Cái giờ làm sao để cho nó dính được cái này. Nó phải dính từ dưới. Là dính dưới này nè. Vậy thì nó mình cải tiến xe kia thôi chứ hả. Để coi nếu mà mình cải tiến là mình xóa những cái bánh này đi. Mình cho nó cao hơn. Để nó có cái khoảng cách nó chứa được cái kia phải đặt ở dưới nó mới chịu. Đặt ở dưới này nè. Bây giờ thử nha. Ấy nè trời ơi đồ xịn quá.
Lạnh. Ê, máy nóng á nó cũng có vấn đề nữa các bạn. Entech nè. Trời ơi, thật vậy. Thật vậy, chơi biết khi nào mới xong, mệt chết luôn á. Cái gì mà thật quá, chơi cũng mệt nữa. Ok. Giờ nó qua xíu cho nó. Đó, ok. Rồi, bây giờ làm sao để gắn cái bánh xe nè, xóa cục này luôn đi, tại vì lúc nãy mình có cái cục kia nó bự. Xóa cục bên này luôn. Để mình có hai cái đây, steering hinge. Cái này nó lock hinge. Nó to hơn nhiều. Nhưng mà làm sao để cho nó thấp xuống một xíu ha, từ từ. Game này là phải xóa đi. Được. Đấy. Ê, giờ ổn. Để đây. Ủa cái phao nãy đâu? Ủa mình gắn cái phao rồi mà. Gì lạ vậy ta? Lạ đời vậy. Nó ra mà nãy mình gắn cái phao dưới này. Mình đổi vị trí nó luôn rồi. Đó. Từ từ phải gắn vô thử mình mới biết được. Ok. Hai cục này nổi được rồi ha. Thì bây giờ vậy là cái bánh xe này phải dài hơn xíu nữa. Bỏ này đi, cái này không vừa. Ê mà bánh xe mình không vừa đâu, nó leo lên khó chịu luôn. Lấy cục dài hơn đi. 1x2. Từ từ từ, mình có cái cách này. Mình nâng cái gầm xe này lên nha. Rồi, như vậy là khá ổn. Bây giờ sẽ gắn cái bánh xe vô. Ê từ từ. Từ. Ủa sao gắn không được chỗ này ta? Ủa gì, cái này nó có cái điểm rồi mà tại sao nó không gắn được? Nó, ê, nó gắn ở bên hông không ạ? Nó gắn ở đây thì gắn được. Nhưng mà gắn ở kia nó lại gắn không được. Bên này thì gắn được nè. Ơ lạ nhỉ. Lạ nhỉ, không hiểu. Bây giờ gắn cái này ở đây để bẻ lái. Không biết là bẻ lái được hay không nữa. Ôi, có vẻ là nó hơi kỳ, các bạn thấy không? Kỳ quá. Ê, ủa, mình đâu có cần phải gọi là dữ dằn lắm đâu. Mình chỉ cần gắn mấy cục này, mình nói nó vô, xong mình bẻ hướng nó lại là đơn giản mà, trời. Chán thiệt. Đồ áo. Chỉ cần gắn như vậy thôi thì nó sẽ nổi lên được, chứ mắc mớ gì đâu mà. Thôi, cục này gắn ngu quá. À, để rồi gắn phía trước đi. Ngồi chơi cho nó nổi được. Nó cũng nói được mấy cục kia. Ừ, chắc cũng được. Chắc là nói được. Ok, rồi. À, bây giờ mình lặn thử dưới nước nha. Hai cục trước sau nó khá là đều, nhưng mà không biết nó nổi được hay không. Ừ, tạm thời là sell lại một cái. À, sell sao ta? Sell. Rồi. Tắt đi. Ôi, trời tỏ. Ý, xuống nước thử. Để coi. Đơn giản vậy thôi, cần gì rồi. Ai nhưng mà không chạy được như thế. Gắt phải. Sướng được, nhưng mà không chạy được. Quẹo được thôi. Không. Động cơ nghe lớn quá. Nghe tua cao quá. Không ổn. Thằng này bơi được dưới nước không vậy? À, thằng này biết bơi, may quá. Tưởng đâu như Tommy không biết bơi, chết luôn. À, ok, chiếc này được, nhưng mà... Xóa đi. Rồi, giờ mình sẽ spam ở bên này. Hay. Nhưng mà không đi được, phải cần có cái gì đó để nó đi được dưới nước. Cũng thú vị á các bạn, thấy không? Như kia nó đâu có nước đâu, thề như kia không bao giờ có nước, chơi không có vui. Rồi, bây giờ mình cần phải đi thu thập mấy cục này về, thật là nhiều. Yeah. Để mình xíu đi. Ê. Underwater propeller. Đây là cái chân vịt mà dùng đi ở dưới nước. Chỉ cần gắn vô kia. Ê, chết bà. Rớt cái món gì ra rồi. À thì... Hay ha. Các bạn nhớ cái bóng chữ R nó sẽ tự. Này nó cái miếng này nó. Ê. Miếng này nó nặng quá các bạn. Bóng chữ R nó tự sửa. Ủa, bây giờ đem cái này về là con xe mình nó có thể đi được dưới nước. Chiến dịch. Ờ,
Ở thầy, cái game này nó di chuyển hơi khó xíu à. Bạn nào có chơi game này, nếu mà các bạn có mua game này và có chơi game này, có thể vô Discord của mình để nhắn tin và chơi chung với mình ha. Tại vì game này chơi được tối đa 4 người và mình vẫn đang chơi một mình. Khang thì dạo này Khang đi làm rồi, cho nên là Khang không có nhiều thời gian để chơi game. Thành ra là Scrap Mechanic vì mình bây giờ mình cũng biết chơi gì, thành ra là mình sẽ chơi những tựa game mới như thế này. Và theo như mình thấy tựa game Trailmaker này nó rất là hay và rất là thú vị. Thú vị hơn Scrap nhiều. Nó có đủ loại thời tiết luôn. Còn Scrap nó đúng một cái ban ngày nhìn chán luôn, nhìn riết chán luôn á. Nói chung là game này hay hơn. Mình mê game mới hơn. Cái đem cục đệ vô rồi rãi. Mình đang muốn đi nước mà. Nổi nó được rồi. Hai cục chiến sao là đủ nổi. Giọng là đem này nó vô. Nặng quá, con này bự quá. Ôi trời ơi. Mặt trăng lên kìa phải không? Ừ đúng rồi. Ồ hay vậy, đồ họa đỉnh. Đem cùng này vô cái đã mệt. Tức á. Rồi, vô rồi. Ê kế bên luôn á. Với lại phía trước mình nó gắn một cái cục kia để đi ủi đồ nó khá là khó, nhưng mà kệ đi. Vô. Tên. Rồi chúng ta có cái mới, có động cơ mới nữa là gắn được không? Buddha Engine Missing Power Core. Các bạn, nó dùng cái power core này, mình được hai cái power core thì mình gắn được hai cái động cơ thôi. Mình muốn gắn nhiều động cơ hơn thì mình phải có nhiều cái power core hơn. Xây lại cho nó đều với cái kia đó, vậy cho nó đẹp. Rồi bây giờ gắn cái chân dịch, gắn sao trời. Ôi động cơ này nó cũng là chân dịch nữa hả? Cái đậu phộng, vậy phải xóa cái động cơ này đi, rồi xe nó chạy yếu lại rồi nè. Để coi nhỏ xíu à. Ê cái này bự nha. Ê bự. Không biết là cái đầu này nó nói theo kiểu đúng, nó có nói ở dưới chân này thôi, khó nhảy. Đây nè, nó như thế này nè. Thử coi. Kèo này khó quá. Cái động cơ này nó chỉ gắn được ở bên hông thôi, gắn được một cái điểm thôi phía trước. Gắn bên hông được nè. Bên này nè. Rồi. Hông dướng cái bánh. Cái bánh mình phải dời ra sau một xíu thì mình mới có đủ khoảng trống để mình gắn được cái này. Ê, gắn bên này quá là hợp lý luôn, nhưng mà hiện tại là xe mình nó chỉ có được một cái động cơ thôi, nó có một cái power core thôi. Chạy hơi yếu rồi nha. Mà các bạn nghe cái tiếng kêu, bây giờ mình có thể đi được dưới nước rồi đó. Coi nè. Để xíu nó nổi lên, nó hơi nặng bên này tại do cái động cơ nhưng mà. Ê, cần hai cái động cơ hai bên là đi bao ngon luôn các bạn. Thế. Nhưng mà không quẹo được, vẫn thiếu chương dịch. Đi thì được, mà vẫn thiếu chương dịch. Chương dịch thì bé lái nữa. Cũng nhiều lắm. Rồi tạm thời là cái mẫu xe này mình sẽ dùng cái mẫu xe này, mình xóa này đi để mình gắn cái động cơ kia. Đó rồi, bắt đầu mình đi tìm nhiều hơn, rồi bắt đầu tập sau mình cho các bạn xem tiếp. Ok, vậy thì video này mình sẽ dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái tựa game Trailmaker này. Và nếu bạn thích cái tựa game này, quên like cũng như đăng ký comment và comment phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xem em nó lại phát. Tại sao nó lại có hai ha? Blueprint nè. Xóa đi. Từ. Rồi, xóa đi. Delete luôn. À, mình biết tại sao nó có số 2 rồi. Nó còn một chiếc dưới kia nữa. Rồi ok. Rồi bye bye các bạn nhé. Bye bye.